chứ không phải là anh lan quá mất tự tin mà cái lông mày thì nó mọc ra nó sẽ không có đẹp. Với lại cái lông mày, ví dụ như lông mày mình là một bên cao một bên thấp, có một bên cao một bên thấp, nếu như mà làm hai bên đều nhau thì nó không khớp với lông mày của mình đấy. Nên là ví dụ như lông mày bên đây mà nó cao hơn chút thì là
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.